Con chuẩn lấy ra sao thỏ được. Đây là thỏ, bên kia là gì? Nhưng mà bác là thỏ thành phố, em là thỏ nhà quê. Thỏ tên là xin hỏi cái biến cờ danh của hai diễn viên tại đây có phải là Âu Dương Dấn Thành và Trương Chán chân nhân của mình? Cô cao hơn em nhiều đâu. Chị em đang nghĩ chị sao cho đến đi chị. Không có sao mà không thích. Đón xem tập 7 Ấp Thức Danh Hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.